Shop Việt Trò Leo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Shop Việt Trò Leo. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đồng hành cũng như ủng hộ Shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất Shop hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay Shop Việt Trò Leo hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn tiếp tục 3 sản phẩm mới về tại Shop Việt Trò Leo, thuộc top những cái model bán chạy nhất của dòng thương hiệu cao cấp đến từ Nhật Bản là Akufei và Lukman. Trước mắt quý vị và các bạn là 3 chiếc Omni Akufei E303, Lukman L505F và Lukman L505UX. Đây là một trong những phiên bản thường xuyên shop cập nhật hàng để phục vụ quý vị và các bạn, và shop sẽ đi giới thiệu chi tiết từng sản phẩm tới quý vị và các bạn, và cũng như xin báo giá tới quý vị và các bạn chi tiết từng sản phẩm để quý vị và các bạn tham khảo cũng như chuẩn bị để có thể giao lưu hoặc trao đổi những sản phẩm audio theo nhu cầu của quý vị và các bạn với Vietjet Audio. Và đầu tiên xin mời quý vị và các bạn quan sát lại gần hơn. Phía trên cùng là chiếc âm ly Lukman L505UX. Đây là phiên bản cao cấp gần nhất, cao cấp nhất của dòng 505UX là 505UX MK2, là phiên bản cao cấp nhất của dòng series 505 đến từ thương hiệu Lukman. Thì đây là phiên bản tiền nhiệm của phiên bản UX MK2. Nó là một cái phiên bản được sản xuất cao cấp với những linh kiện và mạch là mạch lê cua, hay còn được gọi là mạch cao cấp nhất hiện tại của cái dòng sản phẩm Lukman. Nó có thể chơi được rất nhiều dòng loa, đặc biệt là các dòng loa như JBL hoặc Tannoy, BW, em nó thể hiện vô cùng tốt và vô cùng hợp lý. Chiếc Omni này về tại Vietjet Audio thì đẹp xuất sắc, đầy đủ phụ kiện và có cả thùng xốp đi theo máy, trùng series máy. Thì chiếc Omni này hiện có giá tại shop là 51 triệu đồng cho chiếc Omni Lukman L505UX. Và tiếp theo em về tiếp tục được một chiếc Omni bán rất chạy và luôn trong tình trạng khan hiếm hàng, và rất nhiều anh em có nhu cầu là chiếc Omni Lukman L505F mặt gold. Đây là một trong những model nghe hay bày đẹp và được anh em săn tìm rất nhiều. Em về được một chiếc sản phẩm tuyệt đẹp như thế này đó. Anh em có thể quan sát hình thức bề mặt, ruột gan cũng như mặt máy, tất cả núm, kể cả cái núm nguồn sáng bóng rất là đẹp, không hề một vết chảy xước hay cấn gợn nào. Chiếc Omni này thì giá vẫn không đổi tại Vietjet Audio là 43 triệu đồng cho quý vị và các bạn sở hữu chiếc Omni Lukman L505F Gold này. Và phía dưới cùng em tiếp tục về thêm chiếc Omni Akufei E303 tuyệt đẹp xuất sắc này, mặt bằng chanh phay nhôm, tất cả hoạt động hoàn hảo, và em sẽ có những video test trực tiếp chiếc Omni này gửi tới quý vị và các bạn. Thì chiếc Omni này Lukman, xin lỗi, Akufei E303 có cả vỏ gỗ này, có mức giá tại Vietjet Audio vẫn không đổi là 30,5 triệu đồng cho một chiếc Omni tuyệt đẹp như thế này. Thì hiện tại em có rất nhiều sản phẩm Lukman cũng như Akufei hiện có mặt tại shop, và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn phối kết miễn phí như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển, hoặc có thể trực tiếp qua shop trải nghiệm. Và trong những ngày chúng ta đang cùng nhau chống dịch như thế này, em xin khuyến khích cho anh em mua bán online giao lưu các sản phẩm audio với mức giá cực kỳ tốt và cực kỳ ưu đãi. Mọi sản phẩm ở trên em báo giá thì em đều bao ship cho anh em nhé. Em sẽ bao ship cho anh em. Nếu anh em có thể hạn chế đi lại và có thể giữ gìn sức khỏe cho mình cũng như cộng đồng, đấy là chính sách của em và cùng với nhà nước, cùng với chính phủ để chúng ta cùng nhau chống dịch. Và em xin dừng video tại đây, và mọi ý kiến xin mời comment ở phía dưới phần bình luận, và đừng quên cho shop một like cũng như một share video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.